Sáng ngày 18 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 20 nhà đại đoàn kết công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự chương trình có đồng chí Giàng Sao Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 16 tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà gồm hai phần việc là hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hoàn thành hơn 1 km đường điện thắp sáng tại thôn Nậm Lúc Hạ với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Trong đó với 20 nhà đại đoàn kết, mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng, tổng kinh phí 800 triệu đồng. Sau 3 tháng thi công, 20 nhà đại đoàn kết đã hoàn thành. Riêng công trình đường điện đã được xây dựng, khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 18 tháng 10 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giàng Xeo Vần nhấn mạnh, những ngôi nhà đại đoàn kết được hoàn thành là tình cảm, sự chia sẻ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tới những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời là nguồn động viên để mỗi hộ gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà tặng quà Tết cho 20 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức gắn biển nhà đại đoàn kết cho hai gia đình. Okay.